Chào các bạn. Thì sau 2 tuần các bạn đã luyện được cái tay của mình, đó là cái kỹ năng song kiếm hợp bích đó. Các bạn đã luyện chuẩn chưa? Chuẩn à? Các bạn có chắc không à? Ok. Nếu mà các bạn đã luyện chuẩn rồi thì mình sẽ tiếp tục qua cái video này ha. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn cái video này, tên của nó là sẽ là ỷ thiên kiếm. Và các bạn sẽ ứng dụng ỷ thiên kiếm trong cái việc đổ chân con IC. Không, IC BGA trong điện thoại các bạn, có nghĩa là những con IC chân bụng á. Thì các bạn thấy mình đeo khẩu trang này không? Mình cố tình á. Tại vì khi mà các bạn làm cái đến cái giai đoạn này là bắt đầu là độc hại đó các bạn nên đeo khẩu trang khi làm việc á, các bạn nên tập cái thói quen đó ha. Thì các bạn biết hả, là nhiễm độc chì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Nó có thể nhiễm độc chì, nó nhiễm độc mình qua cái đường hơi thở, cái đường ăn uống là hai cái đường chính trong cái xương thở bạn, và còn cái đường máu đó, không, nó nhiễm qua đường máu thì cái đó là hiếm lắm. Ok, thì trước khi mình hướng dẫn bạn cái cách mà đổ chân IC thì mình cũng xin chia sẻ với bạn là cách đây mà khoảng 3 4 năm về trước á, thì trong cái nghề sửa điện thoại á, người ta kiếm được rất là nhiều tiền là do cái việc là hồi cái thời điểm đó cái IC á, cái chân á, nó lớn lắm các bạn. Cái chân trên con IC lớn thì cái chân với men lớn, nên khi mà xài một thời gian á, cái chì nó bị chai lên, nó gây ra nó bị hở cái chân luôn ha. Thì cái kỹ thuật viên chỉ cần dỡ cái con IC đó ra, xong rồi dọn dẹp sạch sẽ, xong rồi đổ chân xong rồi đóng lại là giao khách lấy tiền thôi, nên không có tốn tiền linh kiện. Còn bây giờ có thể là cái việc đó là không không còn nữa nha các bạn, nên các bạn đừng có mơ có cái việc đó nữa. Thế tất nhiên là nó cũng vẫn còn, nhưng mà nó sẽ hiếm lắm, hiếm khi nào mà các bạn là làm được cái việc như là dở IC lên xong rồi đổ chân đẹp xong rồi đóng lại là ok, không có đâu. Hầu như bây giờ là phải thay hết, tại vì bây giờ cái mật độ chân IC nó nhiều, mà thứ hai là nó rất là nhỏ, đâm ra cái chân trên men nó cũng phải nhỏ theo cái chân IC thôi, nên cái tỷ lệ mà khi mà bạn làm rớt á, cái tỷ lệ á, tại vì chân nó nhỏ quá mà cái đường mạch nó nhỏ phải không, giống như là 8 bit, 16 bit, 3, 2 bit, 6, 4 bit rồi á, là nó nhỏ, nên cái bit là cũng như là cái số chân các bạn, nó về cái lý thuyết là cái bit, nhưng mà còn về vật lý nó là cái chân. Ví dụ như 8 bit data là nó thà sẽ có 8 cái chân không, nó càng ngày càng nhỏ, nên khi mà rớt xuống đó là thường thường là mình thấy nó toàn bị đứt chân không mà, chứ không có chuyện hở đâu ha. Thì lúc đó chúng ta dở chân IC lên, chúng ta câu dây được thì câu, còn không thì là phải trả thôi. Và cái vấn đề thứ hai nữa là nếu mà cái men nó lỗi thì có thể là do cái con IC đó nó lỗi, và các bạn phải đi ra ngoài các bạn mua con IC mới. Mà khi mà các bạn mua con IC mới về á thì các bạn cũng phải dọn chân hết trên con IC đó thôi, và các bạn phải đổ chân thôi. Bây giờ cái công việc đổ chân này cũng rất là quan trọng ha, nếu mà không có nó thì cũng không sử dụng được đâu. Và các bạn cứ yên tâm là cái việc đổ chân IC này nó không có đòi hỏi cái kỹ năng, nói chung là cái như là cái xong cái hợp bích các bạn đúng không, thì các bạn đổ và mình hướng dẫn các bạn đổ là cách cách đổ mình sẽ hướng dẫn các bạn sẽ làm được thôi. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ các bạn về cái lý thuyết ha. Các bạn đừng có đổ thừa là khi mà các bạn đeo cái khẩu trang này vô nó ngập, các bạn khó làm việc ha. Các bạn thấy mình không, mình nói chuyện với bạn là mình là bình thường nè, có khó khăn gì đâu. Nhà mình cũng đã đeo khẩu trang này được khoảng lâu lắm rồi mà, chắc vài năm rồi thì mình bước vô nghề đâu có ai hướng dẫn mình đâu, đâu có những cái video clip này hướng dẫn mình đâu. Các bạn không, toàn là phải tự hết. Thì bây giờ bạn đã có người hướng dẫn rồi, có người đã, nhưng mà mình nói với các bạn biết là những cái rủi ro đồ á, những cái gì các bạn hạn chế được thì hạn chế nha. Bệnh mình mang trong người chỉ có mình khổ thôi chứ không ai khổ hết đó. Ok, thì bây giờ là về cái con IC, các bạn biết nè, con IC nó là con IC BGA ha. Ví dụ mình đây mình vẽ hình con IC đây đó, nó sẽ có những cái chân ở trong bụng đó các bạn.
Rồi, thì trên cái này là cái men ha. Đó, trên cái men thì nó cũng sẽ có những cái chân động tương ứng với con IC này thôi. Đúng không? Đó. Thì ở ngoài đó, nó sẽ có bán một cái vỉ, cái lưới các bạn. Thì mình hay gọi đó là cái vỉ đấu chân á. Đó, cái vỉ đấu chân này nó cũng sẽ có tương có những cái chân tương ứng với con IC này thôi. Bạn thấy không? Đó. Thì cái việc của chúng ta đó là chúng ta lấy cái vỉ này nè, chúng ta đè lên con IC. À, sao sao có trao cho cái số chân này nè, nó đúng hàng với lại cái chân những cái chân trên này. Đấy không? Sau đó là quét chì lên, quét chì lên cái vỉ và sử dụng cái mỏ khò. Thì trong số điện thoại và theo như cái kinh nghiệm của mình á, thì khi mà các bạn bây giờ là các bạn bắt đầu các bạn phải đầu đầu tư rồi nè, bởi cho nên mình nói là các bạn phải là quyết định là có theo người hay không, chính là ở cái clip kia các bạn. Cái clip đầu tiên á, cái clip mà xong kiếm hợp ích đó, phải không? Thì khi mà các bạn đạt được cái đó rồi thì các bạn có quyết định là các bạn có theo người hay không, thì lại đến qua cái clip này các bạn phải bắt đầu các bạn phải đầu tư rồi nè. Bây giờ là các bạn phải mua cái mỏ khò. Thì là cái hơn là mình sử dụng hay mỏ khò Wix các bạn, Wix Wix 850, cái mỏ khò đó nó tên là Wix cái hiệu các bạn. Wix 850 a. Và bây giờ nó có nhiều hiệu lắm, ví dụ như hiệu Suon hay là hiệu gì sao gì, tùm lum hiệu đó. Thì các bạn đừng có xài những cái món hò này, nó bền đâu. Mình thấy chỉ có cái loại này là nó bền nhất nè, W850A. Các bạn mua, các bạn phải nên mua loại này. Thì cái loại này thì ở hiện nay giá thị trường của nó là khoảng là 1 triệu 2 đến 1 triệu 3 50 ngàn một cái. Và họ sẽ bảo hành cho các bạn cái tai khò các bạn, bảo hành cái tai khò 3 tháng, chứ họ không bảo hành cái máy khò đâu. Thì một lát nữa qua cái video clip thực hành đó, mình sẽ cho các bạn xem cái hình cái máy đó ha. Đó thì các bạn quét chì lên rồi đó, thì cái sẽ có cái tai khò nó giống vậy nè các bạn. Đúng không? Nó khò hơi, khò nhiệt xuống, khò xuống đó. Thì mấy cái này nó khò vô đây nè bạn, không khò khò vô, khi nào chì nó chảy ra thì là ok ha. Đó, cái việc đấu chân thì nó chỉ có đơn giản vậy thôi các bạn. Bây giờ mình bắt đầu bước qua thực hành ha các bạn ha. Chào các bạn, đến với phần thực hành ha. Thì bây giờ cái vật đầu tiên các bạn phải mua là các bạn mua một cái hũ chì bột. Nó hũ chì bột và các bạn mua đó, đây là cái ỷ thiên kiếm các bạn. Cái này mình hay gọi là ỷ thiên kiếm nè. Cái ỷ thiên kiếm các bạn có thể mua ở mấy chè tiệm bán dụng cụ y tế á, đúng không? Hoặc là các bạn có thể sử dụng dao lam để làm cũng được. Đó. Thì với lại bên kia là những cái vỉ đấu chân các bạn thấy không? Các bạn có đầu tư vỉ đấu chân. Thì mấy cái vỉ này khoảng 25 đến 30 ngàn một vỉ các bạn. Còn những con IC chết này nè, các bạn có thể mua ở cái tiệm sửa điện thoại á, các bạn kêu họ bán cho các bạn chục con IC chết, họ bán cho mấy chục ngàn hoặc là khoảng 50 ngàn thôi. Không, đầu tiên thì các bạn cứ để con IC xuống, sau đó là đè cái vỉ lên. Lấy cái nhíp định vị các bạn. Không, sau đó lấy yên kiếm. Lấy một ít chì. Đúng không? Đó, nó quét chì bọt lên. Đó, các bạn thấy không, khi mà mình làm á, mình đâu bao giờ cái tay mình đâu bao giờ tiếp xúc được vô cái chì đâu, tại mình chỉ cầm cái cán dao thôi các bạn thấy không. Đó, và tất cả là mình sử dụng nhíp để mình giữ hết, chứ mình không có lấy cái tay, tại vì các bạn biết cái tay mà các bạn tiếp xúc vô chì nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Mình làm mình biết mà, không biết có những cái anh kỹ thuật không biết là ảnh tốt nghiệp từ cái lò đào tạo nào các bạn, mà mấy ảnh lấy quét chì á, mấy ảnh sử dụng cái ngón trỏ đó, mấy ảnh thọt vô cái bột chì á một cục lên ngón trỏ, xong cái mấy anh lấy cái ngón á, mấy anh chét 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 lên mà, xong rồi cái chì nó dính trong cái vân tay á, vệ sinh đâu có sạch đâu. Xong rồi đó đến giờ nghỉ trưa hay giờ ăn cơm á, mấy anh đó bắt đầu cầm cái đùi gà lên rồi ăn 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 vô là có cái chì nó theo đường uống nó vô cơ thể các bạn, mà lâu ngày các bạn biết nó rất là độc hại các bạn không? Không, khi mà cái chì mà nó đã khò vô rồi đó thì cái mức độc hại của nó ít khi nào mà nó dính vô tay mình đâu các bạn. Còn cái chì bọt này nó dính vào là nó kết dính ghê lắm đó các bạn thấy không. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục đổ cái con thứ hai các bạn. Mỗi mỗi con IC nó sẽ có cái vị đổ tương ứng với nó các bạn, cái chân của nó, chân lớn chân nhỏ. Thì các bạn làm theo thứ tự thôi, cứ làm từ từ chân, làm từ những cái con chân lớn trước, rồi từ từ làm những con chân nhỏ, và từ từ làm những con IC to các bạn. To nó có nhiều chân nó khó đổ hơn, đúng không? Sau khi quét chì lên đó.
Rồi, tiếp tục lấy nhíp giữ và lấy mỏ khọ xuống. Rồi, tay khọ bạn không? Thì về cái nhiệt độ và cái gió đó, thì các bạn khi mà các bạn đấu chân thì các bạn cái nhiệt độ và cái gió đấu chân nó sẽ chỉ bằng nửa, một phần nửa cái nhiệt độ và cái gió mà các bạn lấy con IC ở ở bo ra thôi. Thì và cái nhiệt độ như thế nào tùy mỗi mỏ khò nó sẽ có mỗi nhiệt độ khác nhau mà các bạn làm, mà các bạn điều chỉnh từ từ ha, chứ mình đâu có nói được cái mỏ khò nào đâu. Thì nếu mà các bạn thấy gió nhiều quá thì chỉnh bớt gió lại, các bạn thấy cảm thấy mà cái nhiệt nó nhiều quá thì các bạn chỉnh bớt nhiệt lại thôi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tập đổ với con chip A6 hoặc là A7 gì đó của iPhone 5 và iPhone 5S các bạn. Cái con này tương đối nó khó đổ một chút tại vì cái chân của nó to, ơi chân nó rất là nhỏ mà cái mật độ chân nó nhiều các bạn không. Mà có một điều cần lưu ý nữa, mà khi các bạn đổ á đó, các bạn quét chì đều lên, mà khi mà các bạn khò vô cái chân, khi mà cái chân nó đều á thì các bạn chỉ cần lấy nhẹ một cái thôi là con IC á nó ra rồi, đúng không? Khi mà còn hôm nay là kinh nghiệm đổ với con IC chân lớn các bạn, là mình sẽ đổ một góc nhỏ trước, đổ một góc nhỏ thôi để cho nó định vị con IC lại. Tại vì cái con IC mà cái chân nó lớn quá đó, các bạn lúc mà các bạn quét chì á, các bạn sẽ dễ bị xê dịch cái chân của cái lưới với chân IC lắm, nên đổ nó chật lắc à. Đó, mình định vị trước, rồi lúc đó khi mà định vị được rồi á, mình cứ không? Mình cứ quét chì thoải mái thôi, lúc đó con IC nó không có bị xê dịch nữa. Nó có dù các bạn xê dịch như vậy nó cũng không có xê dịch đâu. Nếu mình nhớ không lầm thì cái con này là chính là con chip tẹt ga các bạn, chip tẹt ga của HTC One X. Phải không? Sử dụng ỷ thiên kiếm trong việc đổ chân IC sẽ rất là tiện lợi các bạn. Không, thứ nhất là không có độc hại cho các bạn nha. Thứ hai nữa mình thấy cái cách này nó làm nó còn chuẩn hơn là các bạn sử dụng dao lam hoặc là các bạn sử dụng cái tay của các bạn nữa. Không phải không? Vậy khi mà tiến đến cái video clip này bắt đầu các bạn đầu tư cũng hơi nhiều rồi đó. Một cái mỏ khò là đã là 1,3 triệu rồi, cộng thêm một vài cái vi đổ 100.000 nữa. Không, cộng thêm hũ chì, cộng thêm mấy con IC nữa là tính ra là cũng khoảng là nằm ở khoảng 1,8 triệu á. Nên mà nếu mà các bạn nên luyện cái tuyệt kỹ xong kiếm hợp bích trước. Nếu mà các bạn không cảm thấy không hợp với nghề đó thì cái vốn đầu tư để thử nghiệm của mình nó nhỏ. Các bạn thấy không? Thì cũng không đáng là bao. Các bạn thấy không? Mình chỉ cần lấy nhẹ một cái là con IC nó ra thôi. Nếu như là chân nó đều các bạn thấy không? Nó không có bị dính. Còn khi các bạn đổ lần đầu chắc chắn là sẽ chân to chân nhỏ, lúc đó con IC nó dính chặt trên cái vỉ luôn. Nhà các bạn đừng có dùng sức nha. Nếu mà các bạn mà cứ dùng sức các bạn nảy nó ra đó là nó sẽ hư cái vỉ thì lại tốn tiền mua cái vỉ mới nữa. Nếu gặp cái trường hợp đó thì chúng ta cứ lấy cái mỏ hàn á, chúng ta xả cái chân ra, đúng không? Lấy mỏ hàn các bạn xả cái chân ra rồi giờ vệ sinh sạch sẽ rồi. Đấy thôi, vệ sinh sạch sẽ nó rồi bắt đầu đổ chân là từ đầu, đổ khi nào mà nó chuẩn, nó đều thì thôi. Các bạn thấy nãy giờ mình đổ lần nào là được lần đó bạn không? Không bao giờ mà gặp trục trặc. Là cái vấn đề là do cái chì các bạn, cái chì quan trọng lắm. Cái chì mà lúc mà các bạn mới mua về á thì cái chì đó các bạn đổ không được đâu. Lúc mà mới mua cái hũ về các bạn đổ không được đâu. Các bạn thấy mình đổ xài chì dụng hũ đúng không? Mình xài chì ở trên cái nắp này nè. Là cái chì này đã qua một bước mình là làm rồi. Nên nó đổ rất là ok, nó không có bị sùi lên. Cái chì mà các bạn mới mua về á nó còn ướt á, nhựa hông ở trong đó nó cũng còn nhiều, nó ướt á, mà khi mà các bạn khò vô nó sùi lên, nó chân cẳng nó nhảy lung tung hết trơn à. Chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm như của mình, đơn giản lắm. Đúng không? Cái con này mình cũng nói chung là những con IC nào lớn đó mình cũng khò trước một vài chân để mình định vị nó lại, khi mà cảm thấy đều đó là mình mới chét chì lên hết tất cả các chân của nó. Mà làm như vậy cái con IC nó nằm bên dưới đó, nó không có xê dịch. Còn nếu mà các bạn mà không có định vị đó, đó lúc mà các bạn quét chì nó rộng quá đó, nó cái nhiều khi cái lưới nó bị xê dịch đó, cái xê dịch với con IC ở dưới phải không? Nói trường hợp này nếu mà cái chì mà cái da cái ở thiên kiếm mình cái chì nó làm mà không sạch lắm, mình có thể lấy cái bông gòn để chùi chùi sơ sơ lên.
và nó sẽ đều thôi. Phải không? Trong lúc mình làm việc mình vẫn đeo khẩu trang các bạn không? Nếu mà các bạn để ý kỹ lúc nào mình cũng đeo khẩu trang hết đó. Cái câu này to quá nên phải chờ một chút nữa để cho cái chị nó khô rồi mới lấy ra được. Không, lấy nhẹ nhàng thôi. Đó, nó hơi cứng tại vì nó khô rồi cái dừa hông nó còn bám các bạn chứ không phải là cái chân nó dính đâu. Đó, không, lấy nhẹ cái lại lên nè. Và mà không, cái video này nó tại cái camera của mình nó không có quay cận cảnh được nên mình vừa làm vừa nói các bạn xem sơ sơ rồi các bạn hiểu kết hợp với nghe nó là được rồi, chứ mà đầu tư một cái video mà nó rõ thì là chi phí cao lắm các bạn. Không thì cái con này nó to quá nên nó có một một chân một hoặc hai chân mà nó không có ăn thì mình cứ chỉ việc gấp gấp cái chân không ăn á, cái chân nó không ăn thì nó sẽ nằm nó dướng lên trên cái dĩ thôi đúng không, hoặc là nó nằm trên con IC mà lệch chút thì cũng nên chỉnh nó lại một xíu và chúng ta họ nó tự động nó chìm vào thôi đúng không, rất là đều các bạn, đều còn hơn là cái con IC mà nó bán mới mà chợ nữa. Rồi tiếp tục thêm một con nhỏ nữa và cái con này nè mình sẽ đổ bằng cái chì mới các bạn, cho bạn xem cái chì mới mua. Đó đúng không, đó cái đó gọi là xả chân các bạn. Rồi giờ thì chúng ta lấy xăng chúng ta bỏ nó bằng chải chúng ta sạc sạc cho nó sạch, phải sạch thiệt sạch nha các bạn, sạc xong rồi phải nhìn trên những cái lỗ đó, các bạn phải sạch thiệt sạch, đừng có để có cho có ba vớ, nếu mà nó mà có ba vớ các bạn đổ chân cái ba vớ nó chui vào chân thì đâm ra cái chân đó nó sẽ bị mất chân và nó chỉ còn cái ba vớ đó thôi đúng không, chúng ta phải đổ lại từ đầu nữa mệt lắm. Rồi mình sẽ thử cái chì mới cho bạn xem nè, cái chì mới mua về đổ chân không được đâu. Hồi lúc mình mới vô nghề cũng đâu ai chỉ mình cái cách này đâu các bạn, làm từ 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 rút có kinh nghiệm thôi, còn bây giờ thì mình truyền lại cái chỉ chia sẻ cho các bạn rồi, các bạn cứ việc làm vậy thôi đơn giản. Đúng không, nãy giờ bạn thấy mình làm một tay mình không hề tiếp xúc với một cái miếng chì nữa. Nó chỉ mới đổ vào nó cái chân nó bị sùi 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 lên mày, cái nhựa hông nó chảy ra đó, nó không đó các bạn nhìn không, nó sùi lên nên làm cái chân đâu có đều đâu. Với những cái con IC mà nhỏ nhỏ như vậy nè thì các bạn có thể khắc phục bằng cách các bạn lấy cái lưỡi lam á, không các bạn đi một đường đó, chân nào mà to đó là nó sẽ đều lại đúng không, nó xong rồi. Trường hợp nếu mà các bạn thấy đều á thì các bạn có thể lấy nó ra, còn nếu mà các bạn chưa thấy đều các bạn có thể lấy chì quét lên thêm một lần nữa cũng được nữa, mà chỉ là áp dụng được với những con IC chân nhỏ nhỏ thôi các bạn, còn những con IC mà chân lớn mà nó sùi lên như vậy á, thì không có được đâu các bạn thấy không. Đây là con audio code của iPhone 5s đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm cái chì đúng không, chì mới mới mua về đó các bạn không, mở ra nó sẽ có cái siêu, xé cái siêu ra. Sau đó các bạn sẽ lấy quết một cái cục chì á, các bạn để lên cái nắp. Không, quết để ra đó. Ừ đúng rồi. Đó, sau đó các bạn chỉnh cái mũi khò của các bạn á, cái nhiệt thiệt là thấp. Nhiệt thấp nha, gió cao. Các bạn để ra xa lên, các bạn khò vô cho cái chì nó tự nó chảy, chảy nhẹ nhẹ thôi các bạn. Đó, các bạn thấy nó chảy nhẹ 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 ra rồi xong. Ngon không? Rồi các bạn nó nhỏ nhỏ nhẹ nè, đó. Đó, bây giờ là cũng chưa đổ được đâu. Đó, bây giờ các bạn để qua cái quạt, để ra cái quạt hoặc là các bạn để đó, đó một đêm sáng mai lên xài đúng không, nó nhẹ nhẹ các bạn thấy không, các bạn để một đêm á là sáng mai các bạn lên các bạn đổ cái chì này đổ rất là ngon, nó không có bị sùi chân nữa, đó là cái kinh nghiệm các bạn. Ok, về cái phần thực hành đấu chân đến đây thì cái video này mình sẽ tạm dừng ở đây các bạn ha.
Đó, mấy ông thợ rồi lấy tay rồi lấy quét quét ớn lắm các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Chào các bạn, chúc các bạn thành công trong công việc.